Đó anh em nha, bán cho anh em bộ yên ba ga của CD50, hàng zin nha anh em. Bộ này mình bán cho anh em yên là ba ga luôn, 1,4 triệu nha anh em. Đây ba ga si zin 100% nha anh em. Đó, cái này lúc ở bên Nhật người ta có khoan hai cái lỗ này, chắc người ta bắt cái thùng. Đó, si zin nha anh em. Đó, không ba ga yên thì đế mút zin da lập mới nha anh em. Đó, da này lập mới mà kiểu như giả zin á anh em, nhìn y chang là da zin luôn. Đế cực kỳ đẹp nè, còn dấu mọc đầy đủ ha, cao su chống rung ở chỗ sườn cũng vẫn còn ok, rất là đẹp. Rồi mình bán yên là ba ga, mình bán một cặp vậy là 1,4 triệu nha anh em. Đó, đồ zin nha, zin 100%, 1,4 triệu thôi anh em xài. Alo em nha.